Xin cảm thấy rất rất là hạnh phúc và rất là may mắn luôn khi mà cái ngày countdown, ngày đặc biệt nhất trong năm, Xin lại được một lần nữa đến với Montreal để gặp gỡ tất cả quý vị để cùng chung vui trong những cái giây phút nó rất là hân hoan như thế này. Và cho phép Dương gửi lời chúc đến tất cả quý vị năm 2019 thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, hạnh phúc. Và điều đặc biệt là những dự án, những gì mà quý vị muốn và định làm trong năm 2019 sẽ thành công một cách mỹ mãn, được không ạ? Yeah. Hồi nãy giờ tôi nói là Xin đứng trong kia mà Xin rất là thèm được ra đây, bởi vì sao? Bởi vì tình yêu thương và những gì mà quý vị cho tất cả những các anh chị em nghệ sĩ hôm nay, đó là tất cả những gì mà tụi Xương may mắn có được đứng đây, đó là nhờ tất cả quý vị. Cho Xương xin được tri ân tất cả quý vị, được không? Yeah. Hồi nãy Xương ra là Xương định mở màn là techno rồi, nhưng mà anh Mai Thanh Sơn đã kết thúc với một ca khúc techno, thì chắc là bây giờ Xương hát cha 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 trước nha. Quý vị nhảy cha 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 rồi mình khởi động từ từ rồi mình lên techno nha. I love you.